Hưởng ứng Ngày Sức Khỏe Răng Miệng Thế Giới 20 tháng 3, hệ thống nha khoa Diva luôn từng bước nâng cao giá trị và chất lượng dịch vụ, đổi mới trong việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, an toàn với trang thiết bị hiện đại, máy móc tân tiến, từ đó nâng cao ý thức người dân về vấn đề răng miệng. Hướng đến giải pháp bảo vệ sức khỏe răng miệng một cách an toàn, hiệu quả, bền vững và thẩm mỹ, nha khoa Diva áp dụng các công nghệ hiện đại như máy CT con beam, chụp hình ảnh răng hàm mặt, xác định rõ bệnh lý, mức độ lệch lạc của hàm răng, cho phác đồ nhìn răng chuẩn xác. Máy lấy dấu hàm scan thiết bị, quét dấu răng tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Máy nhổ răng Diazotome, máy nhổ răng siêu âm, hạn chế tối đa sang chấn, định hình được chính xác cấu trúc xương hàm để giúp cho việc nhổ răng an toàn. Song song với thiết bị công nghệ hiện đại, nha khoa Diva quy tụ đội ngũ bác sĩ chỉ nha giỏi chuyên môn với hơn 15 năm kinh nghiệm như bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Thúy Hằng, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Thành Định, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Thu Trang, tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Đại học Y Hải Phòng. Được khách hàng trao gửi niềm tin để khắc phục những khuyết điểm trên răng như hô, móm, khớp khểnh, từ đó đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo nụ cười rạng rỡ. Trong thời gian tới, hệ thống nha khoa Diva sẽ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sức khỏe răng miệng, qua đó tìm lại vẻ đẹp, sự tự tin cho nụ cười tỏa sáng.